Sao mà đi thi hài? Lên coi rung sao? Này là thách thức danh hài, chứ không phải là tuyển phi công mà đo độ rung. Trời ơi trời. Ở nhà có ai nói em hài hước không? Không. Bạn bè nó có nói em hài hước không? Em nhận thấy mình hài hước hả? Em lên đây em coi em rung sao à? Phan giấu cái dĩa bay của em á, trả liền cho nó về đúng cái nơi nó thuộc. Về em đang đi học hay làm gì? Em đang bán. Bán gì? bán gì? Bán nước. Bán cà phê hả? Không có, bán trà sữa. À, mở quán trà sữa bán hả? Dạ. Chủ hay là người bưng thôi? Hùng. Các bạn làm công việc gì? Hiện tại thì em đang là sinh viên ạ. Em là quản lý nhân sự ạ. Em là freelancer của quay dựng các thứ. À, làm trong khâu mà production house ấy. Yes. Thế là ba bạn là người đi học, người đi làm, người đang làm tự do thì sao mà gặp được nhau? Quan hệ thế nào? Đây là... Có những mối quan hệ không nói ra được à? Nói to lên nha, hai bạn. Đây là người yêu cũ của em. Hả? Người yêu của ai? Của em. Khoan, nghe nè, nghe cái thiếu một chữ nè. Giới thiệu lại. Đây là người yêu cũ của em ạ. Người yêu cũ. Còn bây giờ đây là người yêu mới của em ạ. Không ạ, đây là người yêu mới của em. Kể từ ngày đó, đôi ta chẳng thấy nhau. Em sống ra sao? Yêu người thế nào? Hay nhỉ? Hay đấy. Em là kiểu như là trung tâm triệu hồi ấy. Là đến ngày thi là này, anh mới anh cũ về đây này. Về đây bên nhau, ta bước lên cuộc thi. Hay nhỉ? Bạn này rủ em đi thi ạ. Nhưng mà bố em không cho đi nên em rủ luôn. Bởi chưa bao giờ thấy có mối quan hệ nào. Nhưng mà chắc là hai bạn này cũng là bạn của nhau đúng không? Không ạ. Biết đâu sau hôm nay là bạn của nhau. Hay nhỉ? Không, anh thật sự là thú vị đấy. Mà bây giờ anh hỏi này, tâm lý gì mà bạn này đồng ý thi? Anh hỏi thật. Dạ, tại em cũng khá là hâm mộ anh. À, đến đây vì chân thành chứ không phải vì bạn gái, đúng không? Đúng. Thế còn bạn này, bạn nghĩ sao mà lại mời luôn cả bạn trai mới của bạn gái cũ mà đi thi? Không, em không mời bạn trai mới, em chỉ mời bạn ý thôi ạ. Thế còn em nghĩ gì mà nhận lời bạn trai cũ thi để mời bạn trai mới thi chung với bạn trai cũ? Cứ nói bình thường thôi, không vấn đề. Không, bình thường, anh đang điều tra tâm lý mà, bình thường thôi, thoải mái thôi. Bởi vì là em cũng muốn bên anh ấy một dịp quan trọng, nhưng mà vì bạn trai mới của em cũng muốn đi nên là em đồng ý. Hiểu rồi. Này đấy, hiểu mà. Sau khi ông này chia tay bà này, thì bà này có một cuộc tình mới với ông này. Thì ông này trong một cái lúc mà gọi là để kiếm một người bên cạnh thì chỉ có cái người yêu cũ thân thương nhất đó là gọi điện nhờ em ơi có thể đi thách thức danh hài giùm danh được không. Thì khi bà này nói là anh ơi em phải bước vào miền Nam để em giúp bạn trai cũ của em thi thách thức danh hài, thì ông này nghe nói ủa em thi thách thức danh hài với ai? Bạn trai cũ. Anh đi nữa. Cảm ơn cô này, cô để hỏi ủa anh có thể chấp nhận vậy anh vì em sao? Không, anh vì Trấn Thành. Anh thực ra là muốn kiếm bạn luôn đấy. Nhưng mà quan trọng là em đã có bạn gái mới chưa? Chưa là ông này đi theo đúng rồi. Chắc gì người ta muốn có bạn gái mới để tìm về bạn gái cũ. Không, người ta sẽ biết đâu, người ta tìm những người mới và không phải là bạn gái. Có khi nào hai đứa mình đang làm một cái mối quan hệ tan vỡ không? Không, không bao giờ. Đâu phải vì mình đúng không? Nói chung là cũng không có chuyện gì không thể xảy ra. Định mệnh thôi. Những người đàn ông hoàn toàn có thể đến với nhau. Trời ơi. Gung quá. Sẵn sàng chưa? Thời gian 60 giây bắt đầu. Hôm nay về nhà chồng á, em biết giật đường.
giặt đồ, giặt đồ sao? Hả? Như mấy ngày giờ vợ chồng giặt đồ. Vậy dặn á, hôm nay vợ chồng là con gái phải đắm đen, là con gái phải biết giặt đồ. Ừ, ý có nước rồi. Ý hết nước rồi. Mẹ còn dặn á, là con gái phải sinh, ai không sinh thì cái mặt như cái bên ninh. Là con gái phải điệu, ai không điệu xấu gán dịu. Ý có nước rồi. Bọn đã chiến thắng vang rồi, thắng của ta đây bao giờ là tài rồi. Em ví dụ có nước rồi là muốn nghĩ sao nghĩ ha? Vì sao có nước là mình tự nghĩ ha? Không biết nước đâu ra, ý hỏi nước đâu ra, niềm tin mãnh liệt luôn. Để dòng tiếp theo. À rồi rồi, biết nãy nhảy ai không? Làm khách gì đó nhưng mà nói không giống, cái giọng nói không có giống. Dạ, hôm nay em bị cảm. Bị cảm nói mới ra giọng bả đó. Cái giọng bả nói cả đời đi, giọng mũi không à. Lên cái phi điệu chồng kêu ai cũng điệu hư gánh chịu. Để cái môi phải vậy nè, cái giọng phải hơi càng tí nữa. Thì giọng hai đi bà nội. Thi tiếp hay ngừng lại ạ? Dạ anh thi tiếp ạ. Có tiền rồi. 2 triệu rồi. Có nước rồi, coi chừng mất 2 triệu. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ý có nước rồi. Ý hết nước rồi. Nhảy vô. Là con gái mẹ dặn là con gái ngủ phải ngay, chồng nó mới phê. Là con gái phải thiếu nợ, chồng nó mới sợ. Ý lại có nước rồi. Nước đâu ta? Thao thao thần kỳ thì niềm tin. Bởi nhân gian người ta có câu điệu chảy nước. Nãy giờ chảy nước qua trời mà vẫn chưa giặt xong thao đồ là cũng là lớn hơn nghe. Bọn đã chiến thắng vang rồi, thắng của chúng tôi đây bao giờ là tài rồi. 10 triệu. Giải thích thông minh. Đúng được rồi. Giải thích thông minh được. Chéo. Cái này cũng lạ lắm mà nghe. Em ơi. Dạ. Ở nhà hiện giờ đang làm gì? Dạ hiện tại đi là chụp hình quảng cáo sản phẩm livestream. Rồi có bán được không? Dạ ế đi. Em là Lê Tấn Lợi, bao nhiêu tuổi? Em 23 tuổi. Quê đâu? Em ở Long An ạ. Sao gung? Không biết. Hai cái tay thẳng ra coi. Xé cái tay cũng nát. Đó. Đứng hai chân dang rộng ra nữa. Đúng rồi. Ừ. Hít vô. Vẫn gung. Sao mà đi thi hài? Lên coi rung sao? Này là thách thức danh hài, chứ không phải là tuyển phi công mà đo độ rung. Trời ơi trời. Ở nhà có ai nói em hài hước không? Không. Bạn bè nói, có nói em hài hước không? Em nhận thấy mình hài hước hả? Em lên đây em coi em rung sao à? Khoan giấu cái dĩa bay của em nó trả liền. Cho nó về đúng cái nơi nó thuộc về. Em đang đi học hay làm gì? Em đang bán. Bán gì? Bán gì? Bán nước. Bán cà phê hả? Không có, bán trà sữa. À, mở quán trà sữa bán hả? Dạ. Chủ hay là người bưng thôi? Hùng. Hùng. Rồi không rài lỗ chưa cưng? Trời mưa ế cũng chết luôn. Ế chứ, mưa mà ai uống? Đúng rồi, trời mưa ít uống trà sữa lắm. Giờ sao mưa không chuyển bán lẩu đi? Có lẩu trà sữa. Đúng rồi, có món lẩu trà sữa. Có, biết. Rồi bán đâu, dưới quê hả? Dạ. Rồi lên đây bạn gì? Đi xe Honda lên. Đi một mình luôn? Đi với bạn em. Đi với bạn em đâu? Đâu bạn em đâu? Mập lắm.